Em này xoáy kiếm nhá. Xoáy kiếm này, kẻ vẽ đẹp. Lưỡi đen. Đấy, các bạn nhìn chưa? Lưỡi đen thui luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến nhá. Và lời đầu tiên thì chúng xin gửi lời chúc đến các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng lại cập nhật cũng như là giới thiệu các bạn cái buổi chuyển một con cún con. Một con cún đực vạn hổ lửa, lưỡi đen. Về nhà mới nhá. Về Đồng Nai. Đâu nó đâu rồi? Đây. Đang đứng ở cửa này nhá. Đây nhá, giới thiệu các bạn hôm nay cún đực vẹn hổ lửa, lưỡi đen này về nhà mới nhá. Đây, vừa rồi thì Hùng đã cho ăn rồi. Đấy. Và giờ thả vào đàn cho chơi cùng các bạn một lúc rồi cho vào sọt rồi ra bên xe. Nhân tiện cái buổi chuyển cún này, Hùng cũng giới thiệu đến các bạn một số cái con giống đẹp còn lại để các bạn nào mà có yêu thì đón về chơi Tết nhá. Rồi các bạn đây, cái đống này là những cái đống mà đã 2 tháng rưỡi rồi, đã tiêm phòng tẩy giun đầy đủ hết 2 mũi rồi nha. Và Hùng sẽ giới thiệu lần lượt cho các bạn xem. Đây, hôm nay là cái cún đực vẹn hổ này, lưỡi đen này. Đấy, là nhà mới nha. Đây, em đây. Đấy, vẹn hổ, kẻ vẽ đẹp. Hùng giới thiệu con đực, cún đực trước nhé. Cún đực thì hiện tại đây còn một cún này. Cún vàng này, cún vàng 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 lửa này, lưỡi đen này, đấy, con này lưỡi đen nha, xoáy kiếm đúng này. Và đây một con đực đen nữa, đây con đực đen này, rất là xinh dai này, đấy, con này cũng xoáy kiếm đuôi cùng, đuôi dài đẹp nha, nha mà, đấy, là 2 con đực và một con đực nào nữa nhỉ? Đâu nhỉ? Đây. Đây một con đực này đầu gấu chuyên môn đánh nhau này, đây, non nó đây, con đực vẹn vàng cam bạc má nhá, đây, đấy, và con đực, nó còn lại là cái các bạn nhá, đấy, đây con cái vẹn hổ vàng cam này, bạc má này, đấy, đây là con cún cái vẹn hổ này, đấy, em này cũng bạc má nhá, em này cũng bạc má nhá, đấy, và đây là một em cái vẹn đen trắng vẹn kem này. Đây, con này mặt mũi sắc sảo luôn, viền mắt đen. Bọn này toàn bộ là xoáy kiếm nhá, xoáy kiếm kẻ vẽ xương cá đều nhá, đều tuyệt vời luôn, xoáy dài. Rồi đây cũng là một em vẹn hồ lửa này, vẹn hồ lửa kẻ vẽ rất là đẹp này. Đây em này. Đấy, em cái này, rửa nha. Và đâu nữa nhỉ? Đây một em cái vàng này, em cái vàng kim, lưỡi cun đen nhá, em cái vàng kim, xoáy kiếm đuôi cung này, lưỡi cun đen. Đấy. Và đây một em cái nữa này, cái vẹn vàng cam này, bạc má này. Đấy, rất là xinh, vàng cam bạc má nha. Đâu nữa nhỉ? Kia. Đây. Em ơi. Kia một em cái nữa. Đây, em cái cũng vàng cam bạc má này. Đấy, em này. Em cái nhá. Tất cả đều xoáy kiếm đuôi cung đẹp hết nhá. Bọn này thì đã cứng cáp lắm rồi. Tầm 4 kg rồi các bạn nhé. Đấy, tầm 4 kg là cái tuổi mà đẹp nhất để đón về nuôi rồi. Nhiều các bạn thì cũng không thích đón cún to quá. Đấy, cún to quá và sợ là không còn được. Thế theo Hùng thì cứ tầm 3 tháng, 4 tháng là vẫn cứ nuôi được nhé các bạn nhé. Yên tâm, chó này nó cũng rất là nhanh quen thôi. Thứ nhất là con Phú Quốc này mình nó rất là thân thiện, mình cứ về mình chăm nuôi nó. 2 hôm là nó mặc định mình là chủ, nó là nó theo dịp luôn. Đấy. Cái giống đặc tính này nó là như vậy. Còn nhiều những cái dòng giống khác thì không biết, nhưng mà riêng cái giống Phú Quốc này là các bạn nên là cứ an tâm, nó rất là thân thiện với chủ, với người nhé. Đôi khi là nó lớn hơn thì khi chúng ta đón về mới thì có một chút cảnh giác thì không sao, có cả một chút cảnh giác như thế thì đôi khi nó trông nhà thì mới được, nhưng mà các bạn đừng lo, cứ cho nó ăn rồi chúng ta thân thiện với cún, cứ nhẹ nhàng tiếp cận dần dần thì
cún nó sẽ rất là nhanh chóng và nó mặc ở bên mình an toàn, yên tâm và nó sẽ coi mình là chủ, thì nó sẽ bám dịp luôn từng bước một. Nhưng mà Hùng cũng chia sẻ là cái tầm này là tầm 2 tháng rưỡi là cái tầm là đón về là dễ nuôi nhất. Cái tầm này là Hùng đã tiêm đủ 2 mũi và cũng tẩy giun định kỳ rồi, con nào cũng cứng cáp rồi, body lên bắt đầu đẹp rồi, body con nào bắt đầu là cũng ngực lở bụng thắt rồi đấy, các bạn cứ để ý xem bụng lở ngực thắt hết rồi, chắc chắn rồi. Nên các bạn cứ tưởng tượng là chọn con chó 4 kg thì nó như thế nào thì các bạn cũng biết, tại vì đôi khi là nhiều bạn nhìn trên video thì bảo sao nó bé thế, hoặc nhiều bạn lại nhìn trên cái video này bảo sao con cún nó to thế mà nhận bé thế, đâm ra là cũng rất là khó. Tại vì khi mà quay lên video này mà con cún bình thường, con cún mà nó nhỏ xíu, bụng nó to cành ra rồi, thì nhiều những các bạn mà cứ 50 mấy ngày đã đang lên rồi ấy, bụng ổng đít beo đấy, bụng to đấy, đấy thì mới biết là con chó con. Ở đâu những cái con chó này là cũng tầm 4 kg thôi, 2 tháng rưỡi mà Hùng đã nuôi nó phong dáng như này rồi. Nhiều bạn này nhìn qua video này cứ nghĩ là nó là lớn rồi, không phải đâu nha, nó mới được 2 tháng rưỡi rồi và tầm 4 kg. Các bạn tưởng tượng là 4 kg thì nó tầm nào thì các bạn cũng biết nhá. Đấy thì hôm nay thì cún đây, cún hôm nay là cún này, hôm nay là cún này và Đồng Nai nhá. Đấy, cún nó đực này, cún đực lưỡi đen này. Đấy, và Đồng Nai. Và tí nữa là xe Hùng cho vào sọt và xe đã nhận là để đến cửa nhà đón. Hôm nay thì thời tiết nắng đẹp này, thời tiết nắng đẹp này. Hôm nay cũng về nhà mới thì cũng rất là thuận lợi. Đây em này bà cá cũng trắng xóa này, con nào cũng thấy kiếm vào viền mắt đen nhé các bạn nhé. Trước khi cho ra xe về nhà mới thì Hùng cũng bao giờ cũng vậy, cho ăn là test sức khỏe và cho vào đàn, trong đàn. Đây, cún này đây, vừa đánh nhau cơ. Cho vào trong đàn là để chơi cùng các bạn, rồi thì cho nó tiêu hóa bớt đi một chút để vào sọt để ra bến xe. Đấy, Hùng giới thiệu qua. Và còn một cái khu chuồng bên kia nữa, cũng còn gần chục cún nữa. Nhưng mà thả vào đây nó nhiều quá, Hùng nó đánh nhau kinh lắm, vừa rồi đã đánh nhau này. Con này và nhà mới rồi đã đánh nhau này. Giờ chảy cả máu ở bên này. Đấy. Cho nên là bọn chó con này không tránh được. Nhiều bạn là nhận cún và có sứt tí chân, Hùng cũng báo luôn là nó cắn nhau, nó có sứt một tí ở chân, không sao. Vài hôm là nó bong vẩy ra nó lại bình thường nhá. Không sao cả, chó con này khó tránh. Đây, em đen này, em đen đực này. Em cái này, cái vận là vận lửa bạc má, cái kiếm đuôi cung này. Đấy. Đẹp thôi, bây giờ Hùng cho cún vào trong sọt nhá, chơi chán rồi. Vì nãy giờ chơi cũng phải lửa tiếng đồng hồ rồi. Đấy. Cho vào trong sọt. Đấy. Rồi, đứa nào về nhà mới đây nhỉ, hôm nay nhỉ, vừa trông đứa nào cũng giống đứa nào này. À đây, em đực nhá, đây. Hôm nay này em đực dựa nhá, đây. Được dựa luôn. Đấy, em này xoáy kiếm nhá. Xoáy kiếm này, kẻ vẽ đẹp. Lưỡi đen. Đấy, các bạn nhìn chưa? Lưỡi đen thui luôn. Đấy. Hôm nay em về nhà mới nhá, thôi đi vào sọt nhá. Chơi chán rồi. Vàng xuống con. Vàng xuống. Rồi, em vào sọt đây. Đông như con Nguyên này. Sao? Rồi xong rồi nhá. Rồi ok. Rồi nhá. Cún đã vào trong sọt nhá. Rồi bây giờ ra xe Hùng đưa cún về nhà mới nhá.
Đây nhá anh nhá, cún của anh đây, cún của anh là cún vẹn hổ lửa bạc má đực này, lưỡi đen. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây 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 đây, em đây. Ở trong này tối lắm, không nhìn thấy. Ôi, quan trọng là anh xem cái lại cái thông tin này. Điện thoại của anh nhá, quan trọng cái điện thoại nhà xe người ta liên lạc nhá, 0396740058, bệnh viện Thanh Tân Đồng Nai nhá. Đấy thì gửi theo cún thì em gửi cho cái quyển sổ tiêm, cái quyển sổ sức khỏe của cún này. Trong này có ghi thông tin ngày tháng năm sinh này nhá. Đây. Và cái cún này em đã sổ run 3 lần rồi nhá. Đấy, ngày 20 tháng 10, mùng 5 tháng 11 và mùng 5 tháng 12. Và cún này đã tiêm 2 mũi rồi. Mũi 1 là mùng 5 15 tháng 11 và mũi 2 là ngày mùng 6 tháng 12. Và em chỉ định thêm cái ngày mũi 3 này, tiêm là chỉ định tiêm thêm cái mũi 3 là ngày 28 tháng 12 nhá. Anh về có điều kiện là anh tốt nhất là anh nên tiêm thêm mũi 3 cho cún cho nó an toàn nhá. Và em gửi tặng thêm cho cún một cái gói men tiêu hóa này, men vi sinh một nặng cho cún ăn, cho nó tiêu hóa cho nó tốt, hấp thu thức ăn cho nó tốt, cho cún khỏe nhá. Cái này thì anh cho vào thức ăn để nguội nhá, đừng cho thức ăn nóng nó chết mất con men nhá, cho ăn hàng ngày nhá. Còn đâu là em gửi thêm những cái loại kháng sinh tổng hợp này. Đấy thì nếu mà cún về mà ăn bậy bạ mà phân xấu thì anh có giỏ vào, giỏ 1-2 hôm vào, mỗi hôm 2-3 lần, mỗi lần khoảng 10 giọt anh nhá. Đấy, thế bây giờ là cho ra cửa để chờ xe ta đến này. Rồi, cún hôm nay về nhà mới, thời tiết rất là đẹp. Mấy hôm nay ngoài Bắc là rét nhưng mà hôm nay là lại ấm áp và trời nắng nhá. Đây, cún đang ở cửa đây chờ xe đến này. Đây, cún vẹn hổ lửa, lưỡi đen đây. À, trong kia thì Hùng có để một cái cốc nước, Hùng đã cho nước vào rồi anh kìa. Đấy, cốc này thì chắc là uống trong một ngày, hơn một ngày là thoải mái. Và cái hành trang của cún là có men tiêu hóa, sổ tiêm và thuốc men Hùng để trong cái bên cạnh cái sọt này. Đấy, và đang chờ xe đến, xe cũng sắp đến đây, sắp đến nơi rồi. Đấy, các bạn bán lại đón xem là Hùng đưa cún về nhà mới. Thu hộ nhá, bác cái điện cho ông phải không? Phải không nhỉ? Ông điện. Điện được hả? Có qua chỗ này không? À rồi, ok. Cún lên xe nha. Rồi, cún lên xe rồi. Ok. Thế đi may mắn chưa nhá? Ok. Cún đã lên xe rồi, lên trí rồi. Thì Hùng cũng không đi theo cún được. Thì chúc cún là nhà mới là luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc bên anh chủ mới. Và bạn nào mà có quan tâm đến con giống Phú Quốc của bên Hùng thì có thể là cứ liên lạc với Hùng qua cái số điện thoại cũng như là số Zalo Hùng để trong cái phần mô tả của video đó nhé. Hùng sẽ gửi video cụ thể và báo giá từng cún một. Và Hùng xin kết thúc video ở đây và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, xin chào.